Đến hạn lại lên, hàng năm hàng ngàn tấn cá của người dân chết trắng trên sông La Ngà, nhưng mãi nguyên nhân vẫn không được làm rõ. Ngày 22 tháng 5, sau khi xảy ra vụ việc cá nuôi lồng bè của người dân trên sông La Ngà chết hàng loạt đến gần 1.000 tấn chỉ sau một đêm, tại đây nồng nặc mùi xác cá. Các bao tải vứt đầy đó chưa kịp nhặt dọn. Trên sông đầy đó còn vương xác cá thối rữa. Trăm hộ dân nuôi cá lâm vào tình trạng khốn khó, rơi vào tình trạng trắng tay. Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Tấn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Quán, Đồng Nai cho biết, hiện đang chờ kết luận từ các cơ quan của tỉnh để có phương án hỗ trợ người dân và giúp địa phương có định hướng thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, cuối tuần này sẽ có kết luận. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, nếu xác định cá chết do thiên tai thì sẽ kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ người dân gặp họa. Tổng mức hỗ trợ ban đầu đề nghị sẽ khoảng 10 tỷ đồng. Năm ngoái, tại khu vực này, vào thời điểm này, sau một đêm mưa, gần 2.000 tấn cá đến kỳ thu hoạch của người dân cũng chết trắng bùng không kịp bán. Chính quyền phải hỗ trợ người dân với hơn 10 tỷ đồng từ ngân sách. Một trong những vấn đề vẫn chưa được làm rõ từ lâu nay là liệu cá chết có phải do các nhà máy xả thải hay không. Hiện tại, các đơn vị chức năng đang tiếp tục tổ chức điều tra. Sau khi có thông tin vụ việc, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã vào cuộc, đề nghị tỉnh Đồng Nai khẩn trương lấy mẫu nước mặt sông La Ngà để đánh giá mức độ ô nhiễm, rà soát các nguồn thải chính ra sông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có. Theo đó, văn bản do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ký cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo các sở ban ngành tổ chức kiểm tra rà soát tình hình thiệt hại của các hộ nuôi lồng bè, hướng dẫn người dân thu gom số cá chết, vệ sinh môi trường lồng bè, lấy mẫu phân tích xác định nguyên nhân cá chết, tổ chức tiêu hủy cá chết để tránh ô nhiễm môi trường, đất, nước, không khí và lan truyền dịch bệnh phát sinh. Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ cá chết hàng loạt. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Đồng Nai đã cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp điều tra tìm nguyên nhân.